Con này thì em Tuấn cũng đã lên clip cho bác một số clip rồi. Thì đối với những dòng cấu hình của dòng ThinkPad này thì riêng với về về máy này thì em Tuấn không muốn nó giới thiệu nhiều, nói lại cái tâng bốc với nó, nhưng mà nó là một trong những dòng máy tính phải nói là siêu bền, siêu bền, siêu bền bỉ. Và con ThinkPad hôm nay em muốn gửi đến các bác là con này cấu hình cũng rất là cao đấy nhá. Con này chip Core i7 cơ. Hàng khủng rồi, cấu hình khủng. Con này thì báo cáo bác là nếu mà để cho nữ thì chị em nó không phù hợp, nhưng đối với các bác nam, hoặc là các bác nam hoặc là làm về kỹ thuật, hoặc là tóm lại là muốn di chuyển liên tục quăng quật thì dùng con này cho em, cấu hình khủng bền nhé, mà giá nó lại ngon, nó mềm chứ. Bác bảo một con Core i7 mà giá nó mềm thì quá ok gì, đúng không ạ? Một con chip Core i7 hàng khủng, cấu hình như thế này mà giá chỉ có 3,8 triệu. Riêng con này thì em Tuấn bao quăng quật cho bác thoải mái, tất cả bàn phím còn zin cả tiếng Anh và tiếng Nhật luôn, hàng đấu giá từ Nhật về. Như em Tuấn đã nói rồi, nếu như con này mà các bác nữ, chị em nữ ấy, thì nó không phù hợp lắm, bởi vì nó không thời trang, nhưng mà để độ bền thì ok rồi. Nếu như là mà chị em nữ nào mà không muốn, gọi là không thích nó đẹp, nó lộng lẫy hoặc ấy, thì mà muốn cái một cái dòng máy siêu bền mà gọn ấy, thì con này ok lắm. Con này màn 13,3 inch nhé, rất là đẹp luôn. Ra đây để cấu hình em gõ luôn cho bác, bởi vì em cài đa số là cài Win 10, Win 11, là các bác gõ thẳng vào đây tìm này, MS Sin 432 nhé, MS Sin này, 4 này, 32 thì gõ Enter nó ra thì nó sẽ ra hết cấu hình, mà cấu hình này là cấu hình rõ luôn ở đây. Thì bác nhìn đấy ạ, con Lenovo ThinkPad X260, cấu hình của con này rất là khủng. Đây khủng nó nằm ở đây đấy, đây ạ, chip Intel Core i7 660U, 6600U, ok chưa, bốn số chứ không có bác lại đọc thiếu đấy. Con này nhé, RAM 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 đa số là toàn 8 GB thôi, vì em đấu giá hàng bên Nhật về hầu như RAM 8 GB, thấp nhất là RAM 8 GB, đây RAM 8 GB ạ, được chưa, đấy, RAM 8 GB. Ổ cứng của con này là 240 GB SSD luôn, thoải mái các bác sử dụng rồi, SSD tốc độ nó nhanh lắm đấy. Ngoài ra thì các bác, các chú, các anh hoặc các cháu nó học, nếu như mà cháu nào mà tóm lại là hay phá thì mua những con này cho nó thích phá quá, dập màn hình thì không nói được đâu, nhưng mà nói tóm lại là dòng này là dòng ThinkPad, là nó thiết kế theo kiểu quân sự, phải nói luôn là thiết kế quân sự bác ạ. Nên là những cái tay bác cầm này này, nó bo, nó cảm giác nó nỉ, nó bo, nó nỉ. Để về đẹp thì nó không đẹp đâu, nhưng mà để về độ bền hoặc để về làm việc phục vụ cho công việc thì con này phải nói luôn là chấp hết các dòng máy khác bác, chấp hết nhé. Về cấu hình thì khỏe rồi, chất lượng thì lại cũng ok lắm, chất lượng thì không thể chê được rồi. Đấy. Ngoài ra thì màn hình thì báo cáo bác là dùng màn hình này thì đỡ 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 hại mắt. Các bác dùng những cái, có một số cái loại màn hình họ thiết kế gọi là màn hình gương đó bác ạ. Thiết kế này, chi tiết về nó này, ở bên sườn này có một cổng mạng LAN hoặc là mạng có dây cắm vào đấy, nói thì cho nhanh. Tiếp tục một là một, có một khe cắm thẻ nhớ phía dưới này, khe cắm thẻ nhớ. Và con này bác nhìn đây, nhìn như đây là nó ghi chữ SIM nhé, đúng không? SIM đúng rồi. Đây là một khay cắm SIM, có thể cắm được cả SIM luôn để bắt mạng SIM. Ngoài ra một cổng USB, tiếp tục là cổng tai nghe, cắm tai nghe hoặc cắm cấp tín hiệu âm thanh ra các bộ dàn. Đấy là về bên sườn trà sườn phải. Về phía sau, bo cong không có gì. Chưa? Phía sau. Về bên sườn trái, ngoài cùng là okay. Để em quay lại này cho bác nhìn nó dễ. Nó đủ, nó theo đủ ánh sáng ấy. Ngoài cùng là cổng sạc, tiếp đến là cái bo khoang tản nhiệt, tiếp đến là cổng HDMI để trình chiếu video, dữ liệu hình ảnh ra máy chiếu hoặc lên TV. Tiếp tục là hai cổng USB nhé, hai cổng USB và một cổng cáp đặc biệt này, bên nó thì thôi mình không nói nữa, kệ này. Đấy, còn cổng sạc đấy ạ. Về phía dưới đấy ạ, phía dưới này thì máy có một cái cáp tổng, cái cáp này thì đa số là dùng ở nước ngoài, không dùng ở nước mình. Pin này có thể tháo rời, ok chưa? Đấy, cấu hình em Tuấn đọc rồi, mức giá 3,8 triệu con này, phải em Tuấn đã báo rồi mà, chấp hết mỗi mức giá 3,8 triệu con chip Core i7 với bác ạ. Con này mà làm việc hoặc các bác nào chuyên đi lại di chuyển nhiều dùng con này cho em, ok nhá, dùng con này chấm hết em mà Tuấn chào các bác, 3,8 triệu.